Em mệnh kim, theo phong thủy thì mệnh kim là khắc với số 9, nhưng em lại đang dùng một số sim tam hoa 9. Như vậy có ảnh hưởng gì không anh? Có xấu không anh? Em ơi, trước hết nhé, anh vẫn nhắc lại này. Phong thủy chỉ là một trong các yếu tố của sim số đẹp mà thôi. Nếu như chúng ta xét về phong thủy thì chúng ta phải xét cả 10 số, cả một dãy luôn, chứ không thể nào xét chỉ 3 số cuối. Còn tam hoa 9 ấy, thì đây là một số sim đẹp, dễ nhớ và đẳng cấp rồi. Rất hay đấy, rất nhiều người sử dụng luôn. Vấn đề nữa này, việc mà lựa chọn phong thủy và sim số đẹp, phong thủy và cái sở thích của bản thân thì anh vẫn luôn luôn ưu tiên. Hãy lựa chọn theo bản thân mình. Mình sẽ là người quyết định về việc là mình thích cái gì nhất. Nên việc em đang dùng số tam hoa 9, nếu như em cảm thấy thích, cảm thấy ưng ý nó thì em vẫn dùng bình thường. Còn phía trước của dãy số tam hoa 9 thì em có thể lựa chọn những số có chứa nhiều 0, nhiều 1 hoặc 2, 5 và 8. Như vậy sẽ giải quyết được vấn đề của việc là phong thủy mà em mong muốn. Thế nhưng anh vẫn thấy này, nếu như em đang dùng một số tam hoa 9 mà em thích rồi, ưng rồi thì em cứ dùng đi. Em có thể mua thêm số sim phù hợp với mệnh của em để đảm bảo yếu tố là gì, cân bằng em ạ. Chứ mình cũng không nên quá là bị căng thẳng ở vấn đề số tam hoa 9 sẽ là số khác với cả mệnh kim của em. Có ai mệnh kim mà đang dùng số sim nhiều số 9 mà cảm thấy bị đen đủi hay không? Comment ở đây để xem thực hư thế nào anh em nhé.